Chào mọi người, nay chạy ở Tây Trung Linh sẽ review cho anh em qua lần vaccine khẩu trùng cho gà Tây từ 3 đến 5 ngày tuổi. Như trên hình mọi người thấy đã đang chủng vaccine khẩu trùng. Khẩu trùng là một bệnh thường gặp ở gà, làm khẩu trùng để hạn chế một số vấn đề, một số loại bệnh liên quan đến tiêu hóa, như là tránh hạn chế về gà ỉa ra máu, gây tỷ lệ chết khá cao trên đàn gà. Như anh em đang thấy là đang trùng cho đàn này 560 con đây. Con kia bị chết thì sao phải đàn này đều nhỉ? Để tôi tắt luôn đấy. Đàn này trên này đã làm rồi này. Đàn này bọn gà này thường cho ăn ướt thì nên là nó hay bị ấy lông, hay bị ướt lông. Nhưng mà ăn cám ướt thì nó lại ăn được tốt hơn cám khô. Ưu nhược điểm của cám ướt thì nó lại khác, do khi cám khô, cám ướt thì nó ăn được, nó ăn được nhiều hơn mà nó phát triển nhanh hơn cho cám khô. Mà nhược điểm nó là ông mà không cho ăn ít một mà ăn không hết, nó để lưu cữu, nó hay bị chua cám, nó hay bị gây gà đi ỉa đi yếc, rồi từ lúc đấy nó sinh ra nhiều loại bệnh khác nữa. Nó tất cả nó đều có ưu điểm nhược điểm ấy chứ. Cám khô như ông Khánh ấy, ông cho ăn thì nó ăn thì nó nhìn lông lá con nhà nó đẹp hơn. Mà đến lúc mà nó lại không phát triển nhanh bằng cái loại gà ăn cám ướt này. Ăn cám ướt này thì mà ông nào mà lười thôi. Ông nào mà lười mà cứ để khoảng độ nửa ngày với cho ăn một lần là hỏng ngay. Chua hết cám, hỏng hết cám. Nếu mà cám mà bị chua thì trong cái cám đấy nó sinh ra cám mới hỏng thì gà nó ăn vào nó gây đi ỉa ngay. Từ cái mà cái vấn đề mà từ đi ỉa yếc mà xong là từ lại từ đấy nó sinh ra nhiều loại bệnh khác nhau nữa. Bảo luôn là bỏ luôn con một con chết ra luôn. Được.